diễn lố của dàn sao trẻ Hoa ngữ khiến khán giả phi cười. Dù vô cùng nổi tiếng và thành công trong nhiều lĩnh vực khác của hoạt động nghệ thuật, nhưng cũng có lúc không ít diễn viên trẻ Hoa ngữ cũng vướng vào những lần diễn lố trên màn ảnh, khiến đông đảo khán giả khó chịu ra mặt. Thứ nhất, Ngô Diệu Phàm trong Hóa ra anh vẫn ở đây. Là một nghệ sĩ trẻ thành công và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và cư dân mạng xứ Trung khi có sự hoạt động sôi nổi mạnh mẽ trong giới nghệ thuật, nhưng việc lấn sân diễn xuất của Ngô Diệu Phàm cho đến hiện nay vẫn còn vướng phải không ít tranh cãi khi anh được đánh giá là sở hữu ngoại hình sáng nhưng diễn xuất thì cần phải trau dồi thêm. Hóa ra anh vẫn ở đây, ra mắt trong sự kỳ vọng không nhỏ với khán giả nhưng lại gây ra rất nhiều thất vọng khi trở thành bom xịt màn ảnh mà nguyên nhân chính lại đến từ diễn xuất gượng gạo làm lố của Ngô Diệu Phàm. Lạnh lùng chưa tới, tức giận thì lại làm quá gây phản cảm. Ngô Diệu Phàm chỉ đọng lại trong người hâm mộ hình ảnh thiếu tự nhiên, diễn xuất cứng ngắc khi hóa thân thành vai diễn Trình Tranh trên màn ảnh. Thứ hai, Trần Học Đông trong Giải Mật. Trần Học Đông cũng là diễn viên trẻ khiến khán giả cân nhắc nên xem lại khả năng diễn xuất của mình. Gương mặt căng bóng của Trần Học Đông đôi khi tạo nên những tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến quá trình lột tả biểu cảm cho vai diễn. Đẹp thì có đẹp nhưng diễn xuất thì cần phải xem lại là điều mà người ta nói về vai diễn của Trần Học Đông trong Giải Mật. Thứ ba, Tống Thiến trong Bí Mật của Mỹ Lệ. Tham gia vào bộ phim Kết Ái Mối Tình Đầu của đại nhân Thiên Tuế, Tống Thiến giành được nhiều lời khen ngợi của khán giả vì khả năng diễn xuất trưởng thành của bản thân. Thế nhưng, nếu lật lại quá khứ của một sao trẻ của 3 năm về trước, có lẽ cô nàng sẽ muốn quên đi vai diễn của mình trong bộ phim Bí Mật của Mỹ Lệ cùng những màn làm lố gây nhiều sự chỉ trích. Tống Thiến có pha gây cười nhớ đời khi được giao thể hiện hình ảnh một người có chứng sợ không gian chật hẹp. Sợ thì không thấy đâu mà chỉ thấy khán giả bật cười không ngớt vì biểu cảm làm lố. Và sau những khoảnh khắc thế này, cô nàng được gắn thêm biệt hiệu đệ nhất trợn mắt bên cạnh hình ảnh bình hoa di động suốt bao năm khi lấn sân diễn xuất. Có lẽ phải nỗ lực rất nhiều nữa thì Tống Thiến mới khiến khán giả có ánh nhìn khác về mình trong vai trò diễn xuất. Thứ tư, Quan Hiểu Đồng trong Cực Quang Chi Luyến. Được đánh giá là một trong những tiểu hoa 9X sẽ tỏa sáng trên màn ảnh Hoa ngữ cùng với câu chuyện tình cảm nổi tiếng với nam nghệ sĩ Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng nhanh chóng trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh hay sự kiện. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của nữ diễn viên trẻ này luôn trở thành tầm ngắm ném đá của không ít khán giả. Là ngôi sao nhí tham gia diễn xuất từ nhỏ nhưng người đẹp này luôn được đánh giá thấp khi thể hiện biểu cảm nhân vật. Cô nàng chỉ được chấm 1 trên 10 điểm trong phân cảnh thể hiện cảm xúc tức giận, phẫn nộ. Ngoài ra, gương mặt đờ với cùng một biểu cảm trợn mắt to đùng thế này càng khiến khán giả của Quan Hiểu Đồng thêm phần thảm họa. Thứ năm, Âu Dương Nana trong Đường Về Nhà. Là một thần đồng về tài năng âm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng việc lấn sân diễn xuất của cô nàng Âu Dương Nana chưa bao giờ được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nữ diễn viên trẻ này liên tiếp nhận nhiều gạch đá vì khả năng diễn xuất hạn chế, nhưng vẫn xuất hiện nhàn nhản ở nhiều dự án phim. Khi tham gia chương trình Sự Ra Đời của một diễn viên, cô nàng còn bị chỉ trích thậm tệ vì khả năng diễn xuất chẳng khác nào thảm họa của bản thân. Điều để làm nên sự ấn tượng khó quên trong lòng khán giả ngoài nhan sắc, ngoại hình xuất chúng thì khả năng diễn xuất trên màn ảnh chính là điểm để khán giả nhận xét diễn viên ấy là người có tài năng hay cần phải trau dồi thêm trong tương lai. Hiện nay, đa số dàn diễn viên trẻ Hoa ngữ hiện tại đều được đánh giá là sở hữu diện mạo ưa nhìn, sáng màn ảnh nhưng khả năng điều chỉnh cảm xúc của họ, biểu cảm để thể hiện, truyền tải cho vai diễn vẫn còn nhiều hạn chế. Đông đảo người hâm mộ hy vọng rằng, với tuổi trẻ và tài năng của mình, những diễn viên này qua những lần rèn giũa cùng hàng loạt vai diễn, dự án về sau sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất để chinh phục khán giả.